Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thái độ của Việt Nam bị dư luận chỉ trích khi Liên Hợp Quốc khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Dư luận cho rằng Việt Nam đã chọn phe sai khi bỏ phiếu chống lại quyết định loại bỏ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thậm chí một chuyên gia có uy tín cho rằng Việt Nam đã tự bắn vào chân mình. Với lá phiếu này, Việt Nam đã tự làm khó mình trong việc kêu gọi sự ủng hộ từ các nước phương Tây khi Việt Nam có chuyện. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc vì các báo cáo về những vi phạm xâm hại nhân quyền trầm trọng và có hệ thống, gây ra bởi quân đội Nga xâm lược Ukraine mà người đứng đầu là ông Tổng thống Nga Putin. Đây là hình ảnh kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho thấy Nga bị tước bỏ tư cách thành viên khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam lại bỏ phiếu chống lại quyết định này. Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu được 93 nước biểu quyết ủng hộ, trong khi 24 nước chống và 58 nước bỏ phiếu trắng. Số phiếu thuận đã vượt quá mức 2/3 cần thiết để biểu quyết trong Đại hội đồng 193 thành viên ở New York để loại bỏ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên có trụ sở tại Geneva. Việt Nam cùng với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên nằm trong số 24 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Hãng tin AP nhận định đây là động thái hiếm thấy, nếu không muốn nói là chưa từng có, với một trong năm thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Libya bị đình chỉ vào năm 2011 vì bạo lực nhắm vào những nơi biểu tình gây ra bởi các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo khi đó là ông Gaddafi. Đại sứ Mỹ Linda gọi cuộc biểu bầu quyết là một khoảnh khắc lịch sử. Đại sứ Thomas cũng đã phát động chiến dịch đình chỉ Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khi các video với hình ảnh về thị trấn Bukha, ngoại ô ở thủ đô Kiev của Ukraine được lan truyền sau khi có các lực lượng Nga rút đi khỏi đây. Cho rằng Việt Nam đang tự làm khó mình trước quốc tế. Facebook Thương Hổ thì bình luận như sau: đã không có dân chủ, nhân quyền lại muốn kiếm ghế trong Hội đồng Nhân quyền. Muốn thể hiện mình có nhân quyền lại đi phe với thằng vi phạm nhân quyền. Rồi đây, trong quan hệ với các nước lớn, họ cứ lôi vấn đề nhân quyền ra nói mãi là thấy mệt rồi. Lần này, Cộng sản Việt Nam lại tự làm khó mình. Đây là hình ảnh sau vụ giết hại thường dân của quân đội Nga ở Bukha gần thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky tới Bukha và nói những gì đã xảy ra ở đó là tội diệt chủng. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Thayen từ trường đại học tại Úc cho biết quan điểm của ông về sự kiện này như sau: tôi có thể nói rằng Việt Nam đã tự bắn vào chân của mình. Việt Nam vẫn luôn tự hào với vị thế của mình trên trường quốc tế vì là một nhân tố quan trọng, nhưng nay bất cứ quốc gia nào phản đối hành vi của Nga thì cũng sẽ không ủng hộ Việt Nam. Việt Nam đã từng rất thành công trong việc được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an 2 lần và được khối các nước châu Á đồng thuận ủng hộ. Nhưng bây giờ thì e rằng sự thuận lợi sẽ không còn nữa. Và nếu Việt Nam tiếp tục có những lá phiếu như lần này thì họ sẽ mất thêm sự ủng hộ, bởi vì Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới phương Tây chắc chắn sẽ không hài lòng và họ sẽ ủng hộ nước khác thay vì Việt Nam. Hay nói cách khác, tại sao họ phải ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam đứng về phe Nga là phe diệt chủng? Đây là hình ảnh phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc sau khi có kết quả bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền vào ngày 7 tháng 4. Cho rằng Việt Nam sợ tạo ra tiền lệ và chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh của Nga sau này. Tuy nhiên, môi trường quốc tế hiện nay đang khiến Việt Nam không thể tiếp tục đường lối ngoại giao đu dây nữa, vì sự chia rẽ giữa các nước lớn đang ngày càng trở nên sâu sắc. Giáo sư Thayen nói tiếp như sau: tôi cho rằng trong hoàn cảnh này thì không lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam có thể thực hiện một chuyến đi đến châu Âu, dù là vì vấn đề thương mại hay gì đi nữa, bởi vì chuyện này sẽ được lôi ra, nếu không bởi một thành viên của Nghị viện châu Âu thì cũng bởi một nước nào đó. Với hành động lần này, Việt Nam đã khiến mình bị sơ hở rất nghiêm trọng.
Và quan điểm của tôi là trong những năm sắp tới thì nước Nga sẽ không bao giờ có thể đóng vai trò gì đáng kể đối với Việt Nam. Ngày nào mà Putin còn nắm quyền thì Nga sẽ còn suy yếu về mặt kinh tế và bị cô lập. Nước này giờ đây giống như chất độc phóng xạ, nếu ta chạm vào thì sẽ bị bệnh. Và đây sẽ là vấn đề rất lớn vì Việt Nam với Nga có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Còn từ Texas, Hoa Kỳ, giáo sư Nguyễn Chính Kết thì đưa ra bình luận trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Nếu trước một tội ác tày trời như của Nga đối với Ukraine mà Việt Nam không dám lên tiếng phản đối, lại chống lại việc loại bỏ ra Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, thì các quốc gia khác trên thế giới sẽ tiếp tục không thể tin tưởng vào tương lương tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà nước Cộng sản Việt Nam coi như bị lệ thuộc vào Nga và Trung Quốc rất nhiều, cho nên không dám làm những gì mà ngược lại ý kiến của Nga và Trung Quốc. Các nước khác sẽ nhìn thấy Việt Nam giống như là một chư hầu của Trung Quốc hay của Nga vậy thôi. Đây là hình ảnh Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, không lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam có thể thực hiện một chuyến đi đến châu Âu, dù là vì vấn đề thương mại hay gì đi nữa, bởi vì chuyện này sẽ được lôi ra, theo giáo sư Thayen chia sẻ. Phát biểu trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà báo Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội cho biết ông không ngạc nhiên trước việc bỏ phiếu chống của Việt Nam. Nhà bình luận này nói tiếp, bởi vì Việt Nam đang ở cái thế mà buộc phải chọn phe, cả một hệ tư tưởng và rất nhiều vấn đề ngoại giao, chính trị, kinh tế, quân sự, họ phụ thuộc vào các nước đồng minh như Nga, Trung Quốc. Cho nên, khi vào tình huống mà họ không lưu dây được nữa thì họ buộc phải chọn phe. Tuy nhiên, việc này sẽ gây ra khó khăn rất lớn cho đất nước Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Và cuộc chiến xâm lược của Nga và Ukraine là rất phi nghĩa và rất nhiều nước trên thế giới đã phản đối cuộc xâm lược này. Trong thời điểm này mà chọn phe như vậy thì chắc chắn rằng trong tương lai các giao thương ngoại giao của Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì Việt Nam không chỉ dựa vào phe đồng minh mà nhờ vào rất nhiều các mối quan hệ khác với các nước văn minh. Và khi mà lãnh đạo đất nước chọn phe ngược với nhân dân thì đất nước sẽ lầm than, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nhận định. Dư luận quốc tế vừa qua cũng đã có một cơn địa chấn sau vụ giết hại thường dân của quân đội Nga ở Bukha gần thủ đô Kiev. Nhiều quốc gia đã cáo buộc Nga gây ra tội ác chiến tranh. Một số ý kiến cho rằng Moscow đã vi phạm và phạm vào tội diệt chủng. Thủ tướng Ba Lan Matthias cho rằng các vụ sát hại thường dân ở Bukha và các thị trấn khác gần thủ đô Kiev phải được gọi là hành động diệt chủng. Và rất nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới đồng loạt lên án Nga về hành động này. Thủ tướng Anh Boris Johnson thì nói các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở Bukha không khác nào diệt chủng. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phương Hằng gặp họa chồng họa, hết Võ Văn Thưởng tấn công, Tô Ân Sô lại đánh bồi. Phúc bất chủng lai, họa vô đơn chí. Khi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho bắt và khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 24 tháng 3 thì điều đó có nghĩa là phúc bà Hằng đã hết. Đây là họa, họa đang ập đến, mà một khi họa đã đến, nó đến dồn dập hết lớp này đến lớp khác. Việc bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng là việc của cơ quan pháp luật, thường thì những người trong đảng không nên can thiệp vào. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng đã lên tiếng về vụ án, xem ra số phận của bà Hằng lành ít dữ nhiều. Tại phiên họp cùng với ban nội chính, ông Võ Văn Thưởng đã tuyên bố các vụ bắt giữ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng vì có sự thách thức đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản. Ông Thưởng là nhân vật quyền lực số 2 trong bộ máy của Đảng. Điều mà ông ta nói như là sự chấm hết cho hy vọng gỡ tội của bà Nguyễn Phương Hằng. Ban nội chính Trung ương, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo các vụ án có yếu tố chính trị. Nó trực thuộc sự chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư. Điều đáng nói là bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền lực còn lớn hơn cả chính phủ. Vị trí Thường trực được Ban Bí thư lớn hơn vị trí Phó Thủ tướng Thường trực rất nhiều. Vì thế, lời nói của ông Võ Văn Thưởng rất có trọng lượng và gây nguy hiểm rất lớn đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng
nhân vật quyền lực số 2 trong ban bí thư, mặc dù ông là người gốc miền Nam. Trong cuộc họp, ông Võ Văn Thưởng nói như ra lệnh là phải đẩy mạnh điều tra, truy tố và xét xử các vụ việc tác động lớn đến dư luận xã hội, liên quan đến nhiều người, có sự thách thức đường lối, chủ trương của Đảng. Trong phát biểu, ông Thưởng chỉ đích danh bà Nguyễn Phương Hằng. Như vậy, nhiệm vụ thụ lý vụ án của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng là của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sự chỉ đạo lại là từ Ban Bí thư của Đảng Cộng sản, một cơ quan đầy quyền lực. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào hôm 24 tháng 3 và bị ghép dưới tội danh là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo điều số 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng khi bị bắt. Dư luận trong và ngoài nước cho rằng bà Hằng bị bắt là vì đã đụng chạm tới ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, và đã chỉ trích đích danh ông này trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bản thân ông Phan Văn Mãi thì không ra mặt chỉ đạo công khai như ông Võ Văn Thưởng. Việc ông Võ Văn Thưởng nhúng tay vào vụ bà Hằng được ví như cú đánh chí mạng của nhân vật số 2 trong ban bí thư nhắm vào bà Nguyễn Phương Hằng. Và sau Võ Văn Thưởng thì đến Tô Ân Sô lại đánh bồi. Tưởng rằng chỉ có mình ông Võ Văn Thưởng là đủ, nhưng không, một nhân vật tên tuổi của Bộ Công an Việt Nam cũng lên tiếng tấn công vào bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là ông Tô Ân Sô, trung tướng của Bộ Công an Việt Nam. Trong buổi họp báo của Chính phủ vào chiều ngày 4 tháng 4, phóng viên đặt câu hỏi ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Chánh văn phòng Bộ Công an, nói rằng Bộ Công an cho biết thêm thông tin về một số vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Việt Á, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao như thế nào. Ông Sô đáp lại, đối với vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, hơn một năm nay, báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng sôi sục bàn tán về vụ việc này. Như vậy là sau khi ông Võ Văn Thưởng mạnh miệng tấn công, ông Tô Ân Sô lại bồi thêm vào nhân vật bà Hằng một đòn mạnh nữa. Điều đáng nói là trách nhiệm thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Bộ Công an đã xen vào. Vào ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và cá nhân theo Bộ luật Hình sự. Và đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Và hiện nay, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra để tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Cơ quan công an cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra hoặc nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an để sớm kết thúc vụ việc. Ông Sô đã phát biểu như vậy. Đây là hình ảnh ông tướng Tô Ân Sô. Hiện nay, vụ án Trịnh Văn Quyết đã được Bộ Công an khởi tố bắt thêm. Vụ án Tân Hoàn Minh cũng được khởi tố bắt thêm. Tuy nhiên, vụ án giữ bà Nguyễn Phương Hằng thì vẫn chưa mở rộng. Mặc dù vậy, chưa không có nghĩa là không. Được biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng vụ án và rất có thể sẽ bắt bớ thêm nhiều người nữa. Người dân cũng đang chờ đợi nhân vật nào bị gọi tên là câu hỏi được đặt ra. Ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng là nhân vật nổi tiếng. Mạng xã hội cũng đã đặt câu hỏi liệu phía bắt bà Hằng thì bản thân ông Dũng có liên đới chịu trách nhiệm gì hay không. Thực chất, không chỉ có Võ Văn Thưởng và Tô Ân Sô chú ý vào sự sai phạm cá nhân của bà Hằng, mà còn có nhân vật kín tiếng khác, đó là ông Phan Văn Mãi. Nếu ba người này cùng ra tay thì e rằng bà Nguyễn Phương Hằng khó mà thoát. Từ Trung ương đến địa phương, từ Đảng đến Chính phủ đều đang nhắm vào vụ án này. Nếu là tội vu khống hay nhục mạ, hình phạt thì rất nhẹ, nhưng hình phạt cho tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước là một tội rất nặng. Mới khởi tố, chính quyền đã trói bà Hằng bằng một sợi dây thật chặt thì có thể nói bà Hằng khó thoát.